tình hình đấy, nhiều trường trung học phổ thông Hà Nội cũng đã quyết định hoãn mở cửa vào ngày mai. Tối ngày 4 tháng 12, trường Marie Curie phát thông báo khẩn tiếp tục cho học sinh khối trung học phổ thông học online tại nhà đến khi có thông báo mới. Quyết định này được đưa ra dựa trên kết quả khảo sát phụ huynh toàn trường. Tương tự, trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho học sinh tiếp tục học trực tuyến từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 9 tháng 12, dù trường đã đạt các tiêu chí an toàn có thể đón học sinh trở lại. Cô giáo Văn Thùy Dương, hiệu phó trung học cơ sở trung học phổ thông Lương Thế Vinh cho biết, trong ngày 4 tháng 12, trường đã họp để làm đơn kiến nghị gửi Ủy ban dân thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo để xin phép lùi thời điểm đón học sinh. Dự kiến ngày mai, trường sẽ gửi đơn đến các cơ quan quản lý. Cùng ngày, đại diện trường Nguyễn Siêu gửi thư tới cha mẹ học sinh. Trường bày tỏ sự đồng cảm với mong muốn sớm được đến trường của nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc quyết định cho học sinh trở lại còn dựa trên sự an lòng của các gia đình và sự an toàn của chính các con. Nhà trường đánh giá, việc dạy và học trực tuyến đang được làm tốt, các công đoạn chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ trực tuyến cũng đã thực hiện xong. Sau đó, trường mong muốn phụ huynh động viên để con em hoàn thành kiểm tra học kỳ trực tuyến.